Sau nhiều ngày xét xử, ngày 22 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên án các bị cáo trong đường dây buôn lậu đường cát lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Long An do La Văn Trận, 47 tuổi, ngụ xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, cầm đầu. Theo đó, bị cáo La Văn Trận với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị tuyên mức án 8 năm tù về tội buôn lậu. Với vai trò giúp sức tích cực, các bị cáo khác lãnh mức án từ 1 đến 7 năm tù cùng về tội buôn lậu. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An xác định từ ngày 2 tháng 4 năm 2022 đến ngày 29 tháng 6 năm 2022, La Văn Trận nhiều lần liên hệ mua đường cát từ Campuchia, sau đó cùng 24 đối tượng khác vận chuyển đưa vào nội địa Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính với tổng số đường lậu thu giữ trong vụ án trên 206 tấn.